Hello, chào tất cả anh em cùng nghiện nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay xin mời anh em theo chân của tôi, thằng nghiện tài xỉu, để kéo vốn về trên con 68 cái bài anh em nhá. Không nói nhiều nữa, quánh luôn anh em ạ. Nói thật với anh em là hôm trước tôi vừa cắm một quay được ở đâu 10 củ. Cắm ở chỗ người quen được 10 củ anh em ạ. Bơm vào hiện tại đã đánh được lên 34 củ rồi. Chúng khá là liều anh em ơi, liều thì ăn nhiều mà. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn cũng nhiều anh em ạ. 34 củ rồi, hiện tại thì tôi đang tính là đánh lên khoảng tầm 450 củ là xong rồi là bán luôn quay anh em ạ. Bán quay là mua con AB luôn. Chạy con AB luôn cho nó tươm tươm anh em ạ. Ui, 3 con 3 luôn à. Có mỗi con quay cắm ra cắm vào mệt quá anh em ơi. Ok. Nay mà đánh được tầm 40 củ là đẹp này. 40 củ là mai đánh lên khoảng tầm 50 củ nữa là anh em ơi, như sách giáo khoa luôn. Như cái đường vẽ luôn anh em ạ. 899 à. Cầu đi 44 anh em ơi. Khả năng cầu đi 44 rồi. Theo xỉu đi. 2 củ 340.000 cho nó tròn cái tiền đi xem nào. Xuống tiền luôn. Đây tôi cho anh em xem cái tổng cược của bọn 68 cái bài này, nó cược này cược kinh lắm anh em ạ. Đây này. Hiện tại bên này xỉu ăn đúng không? Này cược vắt 31 củ, ăn lên vắt 62 củ anh em ạ. 18 củ ăn vắt 36 củ. Đéo sao cược vắt 16 củ, sợ thật. Mấy cái này thằng nào ít nhất là cũng 9 triệu một tay rồi anh em ơi. Bây giờ mình khoảng bây giờ anh em mình phải đặt tầm tay 10 triệu thì mới ra mới lọt được vào cái top đấy. Cái tên của mình nó mới hiện lên đấy anh em ạ. Mở. Ui số vậy 642 à. Thế chịu rồi. Toàn luôn anh em ơi. Lại về tài rồi. 2 củ 3, 2 củ 3 40.000 là phải nhân đôi lên là 4 củ 6 80.000 anh em ạ. 4 củ 680.000. Xuống. Nhân đôi đến chết mà anh em. Anh em mà nhân đôi bây giờ số tiền 27 triệu thôi nhá, đủ để nhân đôi khoảng tầm 2 tay nữa, 4 là 8 này, 8 lên 16 triệu này. Ờ, nhân đôi được 2 tay nữa mà chả nhẽ nó lại không về xỉu anh em. Đây là cái chiến thuật đánh của tôi nhá, không biết là cái chiến thuật đánh của anh em như nào. Và tôi quay clip này thì mong anh em xem là anh em để xem giải trí thôi. Anh em vào xem kênh của tôi thì để xem giải trí thôi nhá, chứ đừng có mà không mong muốn anh em là chơi đâu. Nghiện như tôi thì dở lắm anh em ạ. Đấy, còn ông nào mà đang thua tha ở những cái cổng game khác nhiều ấy mà muốn sang con 68 cái bài để chơi thì link tải chính thống thì tôi đã để dưới phần mô tả cho anh em rồi. Bú luôn anh em ơi. Link tải chính thống thì tôi đã để dưới phần mô tả cho anh em rồi. Anh em chỉ cần ấn vào và tải về thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần ấn vào và tải về, đăng ký ngay cho mình một cái tài khoản xong rồi vào kiếm tiền thôi. Vào chơi thôi anh em. Ok, bú luôn này, về 36 củ rồi. 12 về 10. 12 về 10 à. Ok, tiếp tục theo xỉu anh em ạ. 1.446.000. Đánh cực kỳ là rén luôn anh em ạ. 1.446.000 này. Tôi chơi thì tôi đánh nó có đặt cược vào tầm 1 triệu 2 triệu thôi, vốn khá là nhiều đấy. Chúng vốn khá là nhiều đấy nhưng mà đánh tầm 1 triệu thôi anh em ạ. Ô đi phát là vỡ mồm ngay. Phát nãy là mình đặt bao nhiêu nhỉ? 4 triệu chắc là chưa lượt được lọt vào top anh em ạ. Đây thằng này nó đặt ít nhất là 6 triệu rồi. Sorry anh em nha, sorry anh em rất là nhiều. Nãy có người gọi anh em ạ, đang quay clip cho anh em xem thì có người loại có người gọi anh em ạ. Mong anh em thông cảm nhá. Bây giờ tiếp tục chơi nha anh em, lúc nãy là lãi được bao nhiêu nhỉ? Mở cửa tài xỉu mấy năm xem nào. Mẹ cái thằng em này nó cứ vàm gì không biết nữa. Đây rồi anh em ơi. Tay nãy là ăn rồi à, đúng không nhỉ? Để tôi xem cái lịch sử nào. Nãy thì đang chơi thì có người gọi anh em ơi. Sử nằm đâu ta? Mẹ cái lịch sử trừ tiền nằm đâu nhỉ? Thôi không sao anh em ơi. Dù gì thì cũng đã lãi lên được 37 củ rồi. Tiếp tục chơi thôi. Ok, bật cho anh em quả nhạc nhá. Tiếp tục chơi thôi anh em ơi. Hiện tại là tôi ban 28 củ à. Lãi được gần chục củ anh em ạ. Hôm nay mục tiêu là lên 40 củ mà. 16, 11, 14 này, 10 này. 10 này. Theo xỉu anh em ạ. Tay này khả năng theo xỉu rồi. 1 triệu đi. 1.820.000 nhá. Ở
Chúng anh em xem tôi ấy, anh em xem mà thấy tôi đặt xuống tay nhanh như thế, xuống tiền nhanh như thế thì anh em đừng có nghĩ là tôi đặt bừa nhá. Nói chung tôi nghiên cứu cầu kỹ lắm anh em ạ. Nói chung tôi nhìn sơ qua là tôi biết cầu sẽ đi như nào, nhưng mà không thể nào mà chắc chắn 100% được thôi. Không thể nào mà chắc chắn 100% được anh em ạ. 100% thì nó lại quá đẳng cấp rồi. Nó chỉ tầm 60-70% thôi, thế nên là tôi xuống tiền thôi. Xuống cũng không dám xuống mạnh em ơi. Đấy, tay này nó về tài rồi này. Và nãy nói đến cái phần nào nhỉ? Nãy là nói đến cái phần mà nó tổng cược anh em ạ. Anh em có thể để ý tổng cược 17 triệu này, 18 triệu này, kinh khủng khiếp luôn. Sao nó cược nhiều tiền như thế anh em ạ? Sợ thật đấy. Tại cầu đang đi 1-1 này, 14-12 này, theo xỉu luôn. Nãy 1 triệu bao nhiêu nhỉ? Thôi tay này cứ bơm 2 triệu đi. Tay này cứ bơm 2 triệu đi anh em ạ. Ba mươi bảy củ à. Bây giờ mà rút ra con quay, tôi rút ra được con quay rồi, bây giờ vẫn chơi thoải mái thôi, tiền vẫn dư giả, vẫn chơi, vẫn làm clip cho em xem. Nặn cái anh em nhá, nặn cái cho nó hấp dẫn này. Tay này mà ăn nữa thì mới tay này mà ăn nữa là khả năng sẽ dừng video anh em ạ. Dừng video nhá. Bú sổi 642 kìa. Bực bội chưa? Bực bội chưa? Thôi khả năng dừng video đây anh em ơi. Hôm nay lãi được tầm giờ hơn 6 củ rồi. 6 củ như này khá là thơm rồi. Đấy, còn ông nào mà đang thua tha ở những con app khác và muốn sang con 68 cái bài này chơi thì link chính thống của tôi đã để trong phần mô tả nha. Tôi nói rất là nhiều rồi đấy. Nhớ là ấn bằng link đấy mà tải nhá. Anh em ấn ở chơi ở đâu ấy, tải ở đâu về nó bị lừa đảo nạp tiền và không rút ra được thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá. Ok. Để xem nào còn cái gì nữa không nào. Online này. À cái sảnh online là sảnh chơi trực tiếp anh em ạ. Sảnh online này là sảnh có người sóc trực tiếp cho anh em chơi luôn nhá. Cực kỳ là xanh chín luôn. Chúng là xanh chín 100% luôn anh em ạ. Vào người sóc trực tiếp chơi. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video ở đây thôi. Bye bye anh em. Và gặp anh em ở video tiếp theo mình nha. Bye bye mọi người.